chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù, các đòn đánh. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang và bảo vệ đất nước trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam. Và sau đây là video mà tôi ghi nhận được phần thể hiện môn võ cổ truyền của thầy Huỳnh Chí Thức, giáo viên dạy thể dục trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.